bảo hành 6 tháng, motor lỗi đồng 100%. Đây tôi điều khiển đồng Hàn Quốc ha. 100% là đồng nha, đồng Korea đây, cũng giờ cho mình vậy ha. Thì motor tổng thác là dây đồng hết cô chú anh chị, cỡ kẻ motor vỏ nhôm thông dụng này hoặc là vỏ gang vít, vỏ gang tơ hát, tất cả là motor tổng thác là dây đồng hết nha cô chú anh chị. Hàng Việt Nam chất lượng cao cô chú anh chị ạ. Xin chào cô chú anh chị đến với motor điện tổng thác Quang Thái. Thì hôm nay Quang Thái review hai con motor chuyên điện yếu của chú anh chị. Motor này sử dụng khu mà điện yếu nha cô chú anh chị. Dùng cho nuôi trồng thủy sản này hoặc là mình xịt thuốc sâu á, mình ráp vô đầu xịt thuốc sâu á cô chú anh chị. Mà xe khu dân cư điện yếu, khu mình điện yếu của chú anh chị. Thì bên tổng thác chỉ sản xuất hai mẻ thôi cô chú anh chị. Hai công suất. Ba ngựa và bốn ngựa, con này ba ngựa này. Về đặc biệt chỉ có tua chậm thôi nha cô chú anh chị. Trọng lượng bản thân là nặng 20 ký 2 lạng này. Về cái con bốn ngựa. Đó, thì cái con bốn ngựa nó là 24 ký 1 lạng cô chú anh chị ạ. Đó, khi chốt bên Quang Thái là tặng cô chú anh chị mình một máy rửa dây điện 4 chấm này. Thì nhìn bên ngoài rất giống nhau, chỉ có khác số ký thôi nha cô chú anh chị. Đó, trên lệch một ngựa. Trị giá nó trên lệch nhau là 250.000 cô chú anh chị ạ. Cái con ba ngựa thì 2.6 và cái con bốn ngựa là 2.850, giá đã bao vận chuyển của chú anh chị. Đó, về cái này Quang Thái mở ra rồi này. Đó, cái tụ bên trong nha cô chú chị, để mình phân biệt ha. Cái tụ bên trong nó là 45 UF này của chú anh chị, 45 UF. Và cái tụ đờ nó là 200 UF nha cô chú anh chị. Nó bị ngược rồi ha. Và cái con 4HB này thì cái tụ làm việc nó sẽ lớn hơn, 50 UF này của chú anh chị, 50 ha. Và cái tụ đờ nó sẽ là 300 UF nha cô chú anh chị, 300 UF này. Đó, tụ đờ và tụ làm việc. Trên một con motor như thế này thì lúc nào nó cũng có tụ đờ và tụ làm việc cô chú anh chị. Thì lỡ như đó, mình thấy đặc trường hợp là lỡ như cô chú anh chị mình mua cái con bốn ngựa đó, thì mình phải biết được cái nặng, cái cân nặng của nó là 24 kg 1, và cái con ba ngựa nó nặng là 20, trọng lượng bản thân cô chú anh chị 20 kg 2 lạng. Thế thì Quang Thái đặc trường hợp ví dụ như mà mình đang mua cái con bốn ngựa về Quang Thái ví dụ là vô tình thôi, vô tình cái nắp này nó que bên này, cái nắp bốn ngựa nó que cái con motor ba ngựa của chú anh chị đó. Thế thì lúc đó mình sẽ cân để mình biết được đó là cái giá tiền 2.850 của mình nó có đúng là Quang Thái không có cắt clip, Quang Thái chỉ ghét điện thoại lên đây thôi đó. Của chú anh chị ha, để Quang Thái dựa ha, kiếm đồ dựa đó của chú anh chị quay một mình hả cô chú anh chị, để Quang Thái để đây cho nên là Quang Thái không có cắt ghép mà cũng không có chỉnh sửa, có chỉnh sửa không có cắt ghép nha cô chú anh chị. Thế thì đây là màn hình của hai con motor mình ha. Thì cái con này nãy Quang Thái nói đó, để Quang Thái đưa tới đây cho cô chú anh chị mình cái con này nó đang ở số 0 nha cô chú anh chị. Thế thì Quang Thái sẽ bỏ cái con có cái mát bốn ngựa lên. Nên cái vấn đề mà cái cân nặng của motor á thì mình coi clip á thì mình để mình biết thì nó cũng rất quan trọng nha cô chú anh chị. Đó, thì cái con này nó nặng có 20 kg 6 thôi. Đó, cả dây điện đồ đúng ra nó là nó đây. Là đúng nó là đây. 20 kg 2 lạng. Đó, và cộng cả dây điện vô thì nó trên lên xíu ha. Đó, nó trên lên một xíu là 20 kg 6 là đúng này. Là cái con này là cái trọng lượng của cái ba ngựa nha cô chú anh chị. Mà vô tình cái nắp này nó lên, đó thì mình sẽ lúc đó thì mình sẽ không nhận hàng nha cô chú anh chị. Đó, bởi vì nó là không đúng sự thật. Đó, con này là con ba ngựa thôi, nó nặng là kẻ dây điện luôn là 20 kg 6 này, 20 kg 6 lạng. Và cái con này con bốn ngựa này, đó con bốn ngựa này thì mình bỏ này xuống ha, đó và bỏ con bốn ngựa lên này, cái là nặng nghe cô chú anh chị, đó cái con bốn ngựa này nó là nặng 24 kg 1 lạng ha, cô chú anh chị ha, và nó đúng là nó đây, mình bỏ lên con là mình thấy tầm 24 kg 4 lạng nghe cô chú anh chị, đó. Cô chú anh chị ha, còn 24 kg rưỡi ha, đây là đúng con bốn ngựa nha cô chú anh chị nha, đó, trọng lượng nó nặng là 24 kg 1 này, thì nó dư một xíu là dây điện nữa là đúng y chang, là con bốn ngựa nha cô chú anh chị, và cái con ba ngựa thì nó nặng từng này thôi, đó nó nặng 20 kg 2 lạng thôi nha cô chú anh chị, và giá con ba ngựa là 2.600, và cái con bốn ngựa là giá 2.850 nha cô chú anh chị, đó, thì tí nữa Quang Thái sẽ tiếp điện cho cô chú anh chị mình xem. Motor tổng thác thì dây đồng 100%, dùng rất là bền luôn của chú anh chị ạ. Bảo hành 6 tháng và cái dòng này là dây đồng rất là nhiều luôn. Nó nặng hơn bình thường hơn của chú anh chị. Và
bảo hành 6 tháng nha cô chú anh chị. Về motor này thì dùng rất là bền, dây đồng 100% bảo hành 6 tháng nha cô chú anh chị. Về Quang Thái cũng vừa chuẩn bị dây điện này cô chú anh chị. Đợi cô chú anh chị mình xem ha. Thì ampe tối đa của con 4HB chia điện yếu này, nó là ampe tối đa nó 15A nha cô chú anh chị. Đó, Quang Thái gâm điện này. Để chạy thử ha. Đó, nó giật rất là mạnh luôn ha. Cái motor này cũng gọi là nó rất là khỏe nha cô chú anh chị. Đó, thì nó lanh quanh đỡ Quang Thái coi. Đó, thì ampe nó là khoảng 8A nha cô chú anh chị. 8A ha, ampe không tải là tiếp cho chạy vui thôi, cho vui thôi nha cô chú anh chị. Thì rất là êm nha cô chú anh chị ạ. Ampe tối đa này, mình ép tải tối đa nó là 15A nha cô chú anh chị. Cốt trục 24 motor lỗ đồng 100% và Quang Thái đánh giá cái motor tổng phát này. Cái phốt chống bụi bẩn này này, đó, nó chỗ đầu trục này, rất là ok luôn. Đó làm cho motor mình dùng ở môi trường bụi bẩn hoặc là nước mưa rồi cô chú anh chị. Sắt ba giới rồi nó không lọt vào không mấy làm hỏng hóc động cơ. Đó, thì Quang Thái đánh giá cái motor tổng phát và cái phốt này này. Đó, phốt này rất là hay luôn. Phốt bên trong này cô chú anh chị, phốt này ha. Phốt này. Rồi bây giờ Quang Thái sẽ test cái con ba ngựa nghe cô chú anh chị. Con bốn ngựa rồi, giờ đến con ba ngựa đi. Đó, thì giờ con này chạy nghe cô chú anh chị, em thấy con điện này. Đó, thì ampe nó tầm 7,6 7,7A này, 7,8A này. Ampe là test thử chưa tải nghe cô chú anh chị. Đó, và cô chú anh chị lưu ý về cân nặng của motor nghe cô chú anh chị, con ba ngựa thì nặng 20kg 2 lạng. Rồi con bốn ngựa thì nó nặng hơn tới gần 4kg này. Còn 4kg ha, 20kg 2 lạng, 3kg 9 này. Đó, con này là nặng 24kg 1 lạng nha cô chú anh chị. Đó thì hai con nó nhìn nó né né nhưng mà cái công suất cái của cái con bốn ngựa nó sẽ nặng hơn 3kg 9 so với cái con ba ngựa nha cô chú anh chị. Và nó chỉ thêm 250.000 thôi. Cái con ba ngựa này thì giá 2,6 triệu và con bốn ngựa là giá 2,850 triệu. Bên Quang Thái lúc nào test gửi hàng cho khách thì cũng tặng cho cô chú anh chị mình mới rửa dây điện ha. Dây 4 chấm ha cô chú anh chị ha. Đó thì ampe tối đa của cái con 3HB này nó là 12A nghe cô chú anh chị. Đó thì cái sức chịu đựng nó sẽ không bằng con 4HB. Đó thì cái mẻ cái dòng chuyên điện yếu này của toàn phát này nó chỉ có hai công suất thôi, ba ngựa và bốn ngựa, và đặc biệt chỉ có tua chậm thôi, không có tua nhanh nghe cô chú anh chị. Đó, chị rất êm luôn. Motor là lỗ đồng 100% bảo hành 6 tháng lỗ đồng mới. Thì nhà máy toàn phát được thành lập những năm 2002 của chú anh chị. Thì tính đến đây cũng 2-3 năm rồi của chú anh chị. Đây là nhà máy của toàn phát ha của chú anh chị ha. Đó, đặt ở địa chỉ này km 4 500 kiểu quốc lộ 5A khu công nghiệp Vĩnh Hưng, Bình Giang, Hải Dương nha của chú anh chị. Đây địa chỉ của toàn phát ha. Việt Nam chất lượng cao chú anh chị ha. Đặt tiêu chuẩn đó. Nó chất lượng cao này. Mọi cái gì hả? Ba ngựa và bốn ngựa. Quang Thái sẽ báo giá lại một lần nữa nghe cô chú anh chị. Giá ba ngựa con chiên đường yếu này. Ampe tối đa nó là 12A này thì nó là 2,6 triệu và cái con 4HB. Con 4HB thì lớn nhất của cái dòng này. Thì có hai cái ba ngựa bốn ngựa thôi, có hai công suất thôi. Thì giá 2,850 triệu và con ba ngựa thì giá 2,6 triệu nghe cô chú anh chị. Bảo hành 6 tháng, motor lỗ đồng 100%. Đây cô chú anh chị đầu Hàn Quốc ha. 100% là đồng nha, đồng Korea đây cô chú anh chị. Đồng các bạn ha. Thì motor tổng phát là dây đồng hết cô chú anh chị, cỡ cả motor vỏ nhôm thông dụng này hoặc là vỏ gan vít, vỏ gan tơ hát, tất cả là motor tổng phát là dây đồng hết nha cô chú anh chị. Hàng Việt Nam chất lượng cao cô chú anh chị ạ. Quang Thái sẽ cho hai con chạy cùng một lúc nha cô chú anh chị, cho cô chú anh chị coi cho vui ha. Rồi thế thì Quang Thái đã găm điện vô này, găm điện này cô chú anh chị ạ. Quang Thái bật đèn mát ha, hai con chạy cùng lúc nha. Đó. Thì hai con chạy cùng lúc đó thì ampe chưa tải nó tầm lanh quanh 15A nha cô chú anh chị, 14-19. Đó 15A ha. Đó, mình cho nó chạy chung là nó vậy ha cô chú anh chị ha. Và cái ampe mà cho chạy chung á thì cũng mang tính chất là từng cái là nó mới chuẩn nha cô chú anh chị, chứ mình cho chạy chung á thì mang tính chất minh họa thôi nha. 15,2 này. Cô chú anh chị ha. Và cái con ba ngựa thì nó là ampe tối đa nó là 12A. Đó, cái thông số kia đỡ cô chú anh chị mình lưu ý ha. Và cái cân nặng của nó là 20kg 2 lạng nha cô chú anh chị. Đó, Việt Nam. Và cái con bốn ngựa này. Con bốn ngựa này, 4HB này cô chú anh chị ạ. Thì nó trọng lượng nó là 24kg 1. Đó. Ampe tối đa nó 15A.
giá là 2.850.000 và con ba ngựa là giá 2.600.000 nha cô chú anh chị. Giá đã bao vận chuyển cô chú anh chị ạ. Và motor là motor lỗ đồng 100%, motor tiết kiệm điện, hiệu suất cao, tiết kiệm điện, motor lỗ đồng 100%, bảo hành 6 tháng, loại đổi mới nha cô chú anh chị. Con Thái sẽ dừng clip đây. Một ngày mới thì con Thái cũng chúc cô chú anh chị mình nhiều năng lượng, thành công trong cuộc sống, hạnh phúc. Xin chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những clip gần nhất ạ.